Tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngự Cửu Thu, chuyện do nhóm đạo hữu ở Facebook Góc Truyện biên soạn. Hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 17. Năm hạt dược hoàn. Cứ việc Trần Lập Thu phỏng đoán hợp tình lý, Lý Trung Dung cũng không nguyện nghĩ về hướng xấu nhất. Trong vòng 5 ngày có thể đi đến rất nhiều địa phương, sư phụ cũng không nhất định đi Ký Châu. Ta cũng hy vọng sư phụ không đi Ký Châu, Trần Lập Thu thở dài. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu tâm tình đều rất trầm trọng, Trường Sinh cũng như thế, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Bởi vì hắn từng nghe Lâm Đạo Trưởng nói qua, thời gian không đợi ta, kết hợp với Lâm Đạo Trưởng một mực ho khan, mà lại lần đầu tiên cùng mọi người giảng thuyết cách đối nhân xử thế, Lâm Đạo Trưởng rất có thể đã trúng một loại kịch độc không có thuốc nào chữa được. Thấy Trường Sinh mang bộ mặt sầu thảm, Trần Lập Thu đi qua vỗ vỗ bả vai của hắn. Chúng ta trước cứ theo như lời nói, người không muốn nói cho người khác biết. Trường Sinh nhẹ gật đầu. Tâm tình của hắn cùng Lý Trung Dung và Trần Lập Thu rất tương tự, nhưng không hoàn toàn đồng dạng. Trừ lo lắng, hắn còn có không hiểu thấp thỏm cùng với áy náy. Bởi vì thiên lôi nguyên nhân, người trong thôn đều cho rằng hắn là suối quẩy sao chổi, thậm chí đem cái chết của Vương Mặt Dỗ quy tội cho hắn. Giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi liệu mình có phải là người mang điểm xấu thật hay không, liệu có phải là người mang đến tai họa cho những người bên cạnh. Cho ngựa ăn, cho ngựa uống nước cũng gần nửa canh giờ, sau đó chúng nhân lại lần nữa lên đường. Lần này Lâm Đạo Trưởng không cùng chúng nhân nói cái gì, chỉ là dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Đám người Trường Sinh đều có tâm sự, cũng không có nói chuyện gì. Trong bóng tối chỉ có dồn dập vang lên tiếng vó ngựa. Đến quá nửa đêm, chúng nhân ngừng lại, chạy nhanh một đoạn đường dài bọn họ có thể chịu đựng được, nhưng ngựa thì không. Có chuyện thì dài, không lời thì ngắn. Cứ như vậy đã trôi qua 3 ngày. Một đoàn người đi tới Dự Châu khu vực. Tại đây trong vòng 3 ngày, Lâm Đạo Trưởng thương thế một mực chuyển biến xấu. Trước đây chỉ là ngẫu nhiên ho khan, mà lúc này ho khan số lần rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trừ 3 đồ lỗ, còn lại 4 người đều mơ hồ cảm nhận được điểm xấu. Nhưng mấy lần quan tâm hỏi thăm, Lâm Đạo Trưởng chỉ nói không có trở ngại. Bọn họ mặc dù lo lắng thấp thỏm, lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không làm được gì. Trường Sinh căn cứ việc 3 đầu lỗ điều khiển xe một cách thông thạo đã xác định được chúng nhân không phải lần đầu tới nơi này. Buổi chiều giờ mùi, xe ngựa rời khỏi quan đạo, quẹo vào đường nhỏ. Sau đó, lên một mực từ trong núi uốn lượn đi xuyên. Đến khi mặt trời lặn, phía trước đã không còn đường. Trường Sinh không hiểu phong thủy, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh một ít đỉnh núi cao ngất. Về phần có phải hay không là bảo địa phong thủy, có phải hay không ẩn tàng cổ mộ thì hắn hoàn toàn không biết gì. Ba đồ lỗ dừng lại xe ngựa, đem ngựa kéo dắt đi, mà Lý Trung Dung cùng Điền Chân Cung thì đem trang bị đào móc cùng công cụ hòm gỗ từ trên xe ngựa chuyển xuống. Lâm Đạo Trưởng cũng từ trên xe ngựa đi xuống. Thấy Lâm Đạo Trưởng xuống xe, ba đồ lỗ vội vàng đem một khối tảng đá xanh cách đó không xa ôm lấy, cho Lâm Đạo Trưởng làm ghế đá. Lâm Đạo Trưởng từ ghế xanh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời chiều đang sắp xuống núi. Chúng nhân chuẩn bị thỏa đáng, Lý Trung Dung hướng Lâm Đạo Trưởng nói ra: "Sư phụ, ngài liền không nên đi vào, chúng ta đi một chút liền trở ra." Lâm Đạo Trưởng nhẹ gật đầu, lựa chọn một kiện binh khí. Mặc dù ngày sau các ngươi cảnh ngộ có thể vô cùng khó khăn, lại tuyệt không thể nhúng chàm tuẫn táng vàng bạc. Lâm Đạo Trưởng nói xong, chúng nhân đồng thanh đáp lại: "Đi nào, mang người tăng thêm kiến thức." Trần Lật Thu hướng Trường Sinh vẫy tay. Huyệt mộ âm trạch vốn không phải nơi cát tường, Trường Sinh liền không nên đi vào, Lâm Đạo Trưởng nói ra. "Sư phụ nói đúng." Trần Lật Thu gật đầu. "Ngươi thì không nên đi, lưu lại bồi sư phụ. Ngươi ưa thích cái gì binh khí, ta cho ngươi mang đi ra." "Ta cũng không biết sử dụng binh khí gì,
cũng không biết bản thân ưa thích cái gì. Trường Sinh lắc đầu. Được rồi, chúng ta sẽ nhìn rồi cân nhắc, Trần Lật Thu nói. Ba Đầu Lỗ từ một bên nói ra. Lão Tam, bụng của ngươi có vết thương, liệu có làm được không? Đào hầm móc đất không thành, vào mộ chọn binh khí là vẫn có thể. Trần Lật Thu cười. Nhanh chút ít rồi đi thôi, đi sớm về sớm. Lý Trung Dung xoay người đi trước. Trường Sinh đứng ở bên cạnh xe ngựa, đưa mắt nhìn bốn người mang theo công cụ dần dần đi xa. Trường Sinh tới ngồi. Lâm đại trưởng hướng Trường Sinh vẫy tay. Trường Sinh nghe vậy vội vàng đi tới. Nhưng hắn cũng không ngồi vào khối đá xanh, mà ngồi ở bên trái phía dưới tay của Lâm đạo trưởng. Trưởng ấu tôn ti là không thể loạn, đồ đệ cùng sư phụ là không thể cùng địa vị ngang nhau. Lâm đạo trưởng mặc dù đem Trường Sinh gọi qua, nhưng cũng không nóng lòng nói chuyện. Khả năng hắn căn bản cũng không muốn nói cái gì, chỉ là muốn cho Trường Sinh cách gần hắn một chút. Trường Sinh vốn định hỏi thăm Lâm đạo trưởng thương thế như thế nào, nhưng do dự, rốt cuộc cũng nhịn được. Vấn đề này, tại lúc trên đường, Lý Trung Dung đám người đã từng nhiều lần hỏi qua, mà Lâm đạo trưởng mỗi lần trả lời đều là giống nhau. Lần này, hắn nếu lại hỏi, Lâm đạo trưởng khẳng định vẫn là câu kia, ta không trở ngại. Suy nghĩ sau đó, Trường Sinh hỏi một vấn đề khác. Sư phụ, đại sư huynh đám người ưa thích binh khí đều nằm trong cái cổ mộ này sao? Lâm đạo trưởng chậm chạp gật đầu. Nơi này là mộ của người nào? Vì sao trong mộ lại có nhiều binh khí như vậy? Trường Sinh truy vấn. Nơi này là một tòa đế vương long mộ, đế vương quân lâm thiên hạ, giàu có tứ hải. Cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực vơ vét cổ kim thần binh cùng tuẫn táng. Lâm đạo trưởng trả lời. À, Trường Sinh gật đầu. Ta còn tưởng chúng ta còn phải đi rất nhiều địa phương đây. Lâm đạo trưởng không tiếp lời, bình tĩnh nhìn qua phía tây. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Phía tây núi chỉ còn lại ánh chiều tà nhàn nhạt của trời chiều. Lâm đạo trưởng không nói lời nào, Trường Sinh cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể bồi Lâm đạo trưởng an tĩnh mà ngồi. Thời điểm tĩnh tọa, Trường Sinh thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía Lâm đạo trưởng. Lâm đạo trưởng biểu tình rất là bình tĩnh, không phải xuất thần sững sờ, mà là suy nghĩ nhớ lại chăm chú. Hắn mặc dù không biết Lâm đạo trưởng đang suy nghĩ cái gì, lại biết rõ Lâm đạo trưởng khẳng định đang suy nghĩ một sự tình rất là trọng yếu. Thời gian dài trầm mặc sau đó, Lâm đạo trưởng bị bản thân ho khan từ trong suy nghĩ cùng hồi ức kéo lại. Trường Sinh vội vàng rót nước đưa qua. Lâm đạo trưởng tiếp nhận bát sứ để ở một bên, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ. Từ bình sứ bên trong đổ ra một viên dược hoàn nhỏ dùng với nước. Lâm đạo trưởng lấy ra cái bình sứ này, Trường Sinh nhận ra ngay chính là ngày đó tìm được trên thi thể của Trung A Ngạnh. Sau khi ăn vào dược hoàn, Lâm đạo trưởng lại đem đan dược trong bình sứ đổ toàn bộ ra lòng bàn tay, đếm qua, sau đó đổ lại vào bình sứ. Thời điểm Lâm đạo trưởng đếm số dược hoàn, hắn cũng làm đồng dạng sự tình. Cái loại hồng sắc dược hoàn này còn có 5 quả. Đợi Lâm đạo trưởng thu hồi bình sứ, Trường Sinh nói ra. Sư phụ, có kiện sự tình ta nghĩ mãi mà không rõ. Cái gì? Lâm đạo trưởng hỏi. Ngài mới vừa nói, binh khí bên trong cổ mộ tuẫn táng đều là cổ kim thần binh, đã là thần binh lợi khí. Chủ nhân của cổ mộ làm sao cam lòng đem bọn hắn mang vào phần mộ? Trường Sinh hỏi. Lâm đạo trưởng thuận miệng nói ra. Thế nhân phần lớn ích kỷ hẹp hòi, đế vương cũng là người, rất khó siêu thoát nhân tính. Muốn chiếm hữu nhiều hơn, khả năng ở cách nhìn của bọn họ mang vào phần mộ liền thuộc về bọn hắn. Truyền lưu hậu thế chính là bị người khác chiếm đi. Lâm đạo trưởng nói đến chỗ này hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục nói. Người sống cả đời hai tay trống trơn, cuối cùng cũng sẽ hai tay trống trơn mà ra đi, không mang theo bất cứ vật gì. Thời điểm không cách nào sở hữu, cũng không ngại thành toàn cho người khác. Trường Sinh nhẹ gật đầu,
Hắn minh bạch đạo lý của Lâm đạo trưởng, nhưng cũng chỉ là thô thiển hiểu rõ. Do tuổi tác cùng lịch duyệt có hạn, đối với một người ít trải qua sự tình như hắn, không có khả năng tự nhận thức. Sư phụ, ta còn một nghi vấn, Trường Sinh lại nói. Hứng? Lâm đạo trưởng nghiêng đầu nhìn hắn. Trường Sinh nói ra. Đại sư huynh bọn họ ưa thích binh khí, tất nhiên đều là thượng hạng đồ vật. Vạn nhất bị người nhận ra, sợ là lại phải chịu sự thèm thuồng, tham luyến. Đến lúc đó, minh cướp, ám trộm, chẳng phải là tăng thêm phiền toái cho bọn hắn hay sao? Lớp đạo trưởng có chút tán thưởng, nhìn Trường Sinh một chút, rồi lại nói ra. Lời ngươi nói xác thực có đạo lý. Ta lúc đầu vốn cũng là lo lắng như vậy, nhưng cân nhắc hai mặt, cảm giác những binh khí này cho bọn hắn mang đến trợ lực nhiều hơn là phiền toái. Vì vậy, ta mới đồng ý cho bọn họ cầm lấy binh khí trong mộ. À, Trường Sinh hiểu rõ, cẩn thận từng ly từng tí, rồi hỏi tiếp. Sư phụ, trong mộ không có binh khí mà ngài ưa thích hay sao? Lâm đại trưởng lắc đầu. Trăm hoa cũng khiến cho người ta mở mắt, vó ngựa vừa thì che lấp cỏ gầy. Người sống tại thế, quan trọng nhất là biết rõ bản thân cuối cùng ưa thích cái gì. Chỉ có biết rõ mình muốn cái gì mới có thể biết bản thân nên làm cái gì. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Lời ngài nói ta đã nhớ kỹ. Trường Sinh gật đầu. Nghĩ đến chỗ này, trước đó mấy ngày Lâm đạo trưởng ăn uống vẫn rất ít. Trường Sinh liền có lòng vì hắn làm chút ít cơm nóng, nhưng lại lo lắng nhóm lửa lên sẽ bại lộ hai người vị trí. Sau khi trưng cầu Lâm đại trưởng ý kiến, rồi mới bỏ đi lo lắng. Tìm kiếm củi, đốt đống lửa, nấu cơm canh. Cổ mộ này từng bị chúng nhân đào mở qua. Lần này đám người Ba Đồ Lỗ chỉ cần đào mở cửa vào lớp chôn liền có thể đi vào cổ mộ. Vì vậy chưa qua canh hai, bốn người đã quay trở lại. Ở trên mặt có sự hưng phấn không thể che giấu. Lúc này, Lâu đạo trưởng đã ăn xong cơm tối và nằm ngủ rồi. Trường Sinh ngồi một mình bên cạnh đống lửa gác đêm. Không chờ đến gần, Ba Đồ Lỗ liền giơ lên cây gậy trong tay, lớn tiếng hô hoán. Lão Ngũ, mau đến xem đồ mới của ta. Trường Sinh chương 18, năm kiện thần binh. Bởi vì cự ly rất xa mà Trường Sinh thì lại không có linh khí tu vi, liền không rõ Ba Đồ Lỗ trong tay cây gậy kia là có bộ dạng gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra độ lớn nhỏ, có vẻ như không sai biệt lắm với cây đồng tôi đại côn mà Ba Đồ Lỗ trước đây đã sử dụng. Ba Đồ Lỗ trong lòng vui mừng. Bình thường 3 bước thì chỉ bước làm 2. Rất nhanh đi đến bên cạnh đống lửa, nhảy qua rồi đứng chống côn. Thế nào? Trường Sinh đứng lên, nhờ ánh lửa tường tận xem xét quan sát. Cây côn này toàn thân ngâm đen, dài ước chừng 1 trượng, rộng 1 tấc có thừa. Thân côn không có bất kỳ trang trí hoặc hoa văn gì. Trường Sinh rất muốn nói lời tốt đối với Ba Đồ Lỗ, nhưng hắn thật sự nghĩ không ra ngôn từ gì để tán dương. Chỉ vì cái cây côn này thật sự nhìn rất bình thường, là một cây đại thiết côn màu đen. Muốn nói có chỗ đặc dị gì chính là trông thô hơn nửa tấc so với côn bình thường. Thế nào, có nhìn ra môn đạo gì hay không? Ba Đồ Lỗ chờ Trường Sinh tán dương. Trường Sinh chậm rãi lắc đầu. Ha ha, nhìn không ra liền đúng rồi. Ba Đồ Lỗ cười rồi nói. Đây chính là thần côn. Thần côn? Trường Sinh nhíu mày. Đúng, ngươi đừng xem nó đem thui. Quán chú linh khí sau đó, nó liền biến sắc. Nhìn xem. Ba Đồ Lỗ kim cương bất hoại thần công đã có tiểu thành. Nói xong liền hít sâu vận khí, rồi rót linh khí vào. Nguyên bản đen xì như mực côn sắt, vậy mà dần dần biến thành hồng sắc. Cũng không phải toàn thân đồng thời biến sắc,
mà linh khí quán trú ở đâu thì ở đó mới bắt đầu biến sắc. Mắt thấy Trường Sinh trợn mắt há mồm, Ba Đầu Lỗ càng phát ra hưng phấn. Ta thu hồi linh khí, tái diễn luyện một lần. Lần này, ngươi muốn xem cẩn thận. Nói xong, không chờ Trường Sinh đáp lại, liền xoáy múa côn sắt đùa nghịch ra một mảnh côn hoa, rồi chống xuống đất, quán trú linh khí. Ngăm đen côn sắt từ cái phần cầm nắm bắt đầu biến sắc. Chỉ trong vòng một lần hít thở, toàn bộ cây côn sắt lại lần nữa biến thành nhan sắc màu đỏ thẫm. Đợi côn sắt biến thành màu đỏ thẫm, Ba Đầu Lỗ lại lần nữa múa thành một mảnh hoa côn hồng sắc lóng lánh chói mắt. Như thế nào, đẹp hay không, uy phong hay không? Ba Đầu Lỗ cười không ngậm miệng được. Đẹp mắt, uy phong. Trường Sinh liên tục gật đầu. Trước đó hắn còn khó hiểu dạng gì binh khí mới có thể làm cho Ba Đầu Lỗ đám người khát vọng như vậy. Lần này hắn rốt cuộc đã biết. Mặc dù hắn không biết cái vật này có lai lịch gì, nhưng lại biết rõ vật này nhất định không phải phàm vật. Sư phụ nói, thần côn chẳng những có thể biến thành hồng sắc, mà theo ta linh khí tu vi ngày càng cao thâm, sau này còn có thể biến thành màu xanh, cũng có thể biến thành màu tím. Ba Đầu Lỗ không chút che giấu, trong lòng cuồng hỉ. Lúc này, Lý Chu Dung ba người cũng từ phía tây chạy qua. Ba Đầu Lỗ quay đầu hướng ba người nói ra, các người trước hết chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Nói xong, hắn liền đem cây gậy trong tay đặt ở dưới đất, rồi hướng Trường Sinh vẫy tay. Đến, thử chút phân lượng. Không cần thử, ta khẳng định cầm không được, Trường Sinh nói ra. Ồ, ngươi thế nào mà biết rõ? Ba Đầu Lỗ nghi hoặc trừng mắt. Cây côn kia thả trên mặt đất, lập tức nhập thổ nửa tấc. Không phải là thập phần trầm trọng thì làm sao lại như vậy? Trường Sinh nói ra. Nhanh, đoán xem nặng bao nhiêu? Ba Đầu Lỗ thúc giục. 360 cân. Trần Lập Thu cười xen vào. Nghe được Trần Lập Thu, Ba Đầu Lỗ rất tức giận, quay đầu oán trách. Ngươi còn lắm miệng, ít nói vài lời có thể nghẹn chết ngươi hay không? Trường Sinh vốn không muốn thử nghiệm cầm lấy, nghe Trần Lập Thu nói như vậy, trong lòng nghi ngờ, liền đi ra phía trước thử nghiệm cầm lấy cây côn. Thế nhưng côn sắt nhập thổ nửa tấc, cầm lấy không tiện. Thấy hắn không chỗ dùng sức, Ba Đầu Lỗ đưa tay nắm lên côn sắt, rồi từ phía dưới đệm lên tảng đá. Đến đến, thử lại lần nữa. Trường Sinh đưa tay bắt lấy, dùng sức, thế nhưng mắt thấy không thể cầm được, chỉ có thể đổi dùng hai tay. Nhưng dùng hết khí lực cũng giống như kiến lay cành cây, côn sắt như trước đều không nhúc nhích tí nào. Thấy Trường Sinh nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, Ba Đầu Lỗ mới cảm thấy mỹ mãn ngăn cản. Tốt rồi, tốt rồi, ngươi cánh tay trái có thương tích, đừng thử. Trường Sinh buông tay thẳng thân, kinh ngạc vạn phần. Cái này côn trông cũng không lớn, vậy mà trầm trọng như vậy. Thần côn chính là thần côn, cái này thần côn liền hợp với ta dùng, người khác cầm nó cũng cầm không nổi. Ba Đầu Lỗ rất là đắc ý. Còn gọi là thần côn đây, nhiều nhất chính là căn yêu côn. Trần Lập Thu có chút khinh thường. Ngươi thế nào lại không thích như vậy? Ba Đầu Lỗ tức giận quay đầu. Ta chỉ là lời ngay nói thật mà thôi, Trần Lập Thu nói ra. Phiến đá kia viết lên rành mạch. Tấn Thiết Côn chính là Cửu Thiên Huyền Thiết chế tạo. Nguyên bản là sở hữu của yêu hầu Viên Hồng. Yêu tinh dùng côn không phải là yêu côn thì là cái gì? Mắt thấy Trần Lập Thu trong lời nói có nhiều bôi nhọ, Ba Đầu Lỗ rất tức giận, nhưng hắn không giỏi ngôn từ, cũng không biết như thế nào để phản bác. Tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhếch môi hừ lạnh. Người chính là thèm đỏ mắt cũng không dùng được, người sử dụng không nổi. Ta cũng không phải hầu tử, không thích đùa nghịch côn. Trần Lột Thu ngậm cây cỏ cà lơ phất phơ. Trần Lột Thu những lời này mang ý rõ ràng châm chọc chế nhạo, nhưng Ba Đầu Lỗ vậy mà không kịp phản ứng. Mắt thấy bên cạnh đống lửa còn có nửa nồi cơm, liền bước nhanh đi tới, bưng lên nồi sắt ăn như hổ đói. Này, đón lấy. Trần Lập Thu đem ra một kiện binh khí hướng Trường Sinh ném tới. Trường Sinh vội vươn tay nắm tiếp.
tiếp được sau đó liền trên dưới quan sát. Hắn vốn cho rằng Trần Lật Thu ném ra chính là một thanh kiếm. Cẩn thận nhìn lại thì không phải. Phần vỏ hơi có uốn cong, hẳn là một cây đao. Tam sư huynh, ta muốn đao cũng không dùng, ta lại không biết sử dụng. Trường Sinh nói ra. Không biết thì có thể học, Trần Lật Thu nói. Đao này tên là Hàn Nguyệt, là do Từ phu nhân tạo thành. Thân đao mỏng như cánh ve, chính là khoái đao thủy tổ. Không chờ Trường Sinh tiếp lời, Ba Đầu Lỗ lúc này đang ôm nồi sắt, vẫn mơ hồ kêu la. Ai ai, Trường Sinh, nữ nhân tạo ra binh khí, ta thế nhưng không dùng. Kiến thức nông cạn. Trần Lật Thu khinh bỉ nhìn Ba Đầu Lỗ một cái. Ai nói với ngươi Từ phu nhân là nữ tử? Phu nhân không phải nữ tử, chẳng lẽ còn là nam hay sao? Ba Đầu Lỗ hỏi ngược lại. Từ phu nhân chính là Xuân Thu đúc đao danh gia. Phu nhân là tên của hắn. Mà thanh Hàn Nguyệt đao này chính là chế tác bình sinh hắn đắc ý nhất. Trần Lật Thu nói ra. Nói hưu nói vượn. Phu nhân tại sao có thể xem là nam? Ba Đầu Lỗ lắc đầu. Phiến đá phía dưới, những binh khí này đều có khắc bia. Phía trên rõ ràng đã viết rõ những binh khí này lai lịch. Trần Lật Thu nói ra. Trường Sinh đối với cây đao này lai lịch không có hứng thú, bởi vì hắn căn bản cũng không muốn. Mắt thấy Trần Lật Thu hai tay trống trơn, liền đem trường đao đưa trở về. Tam sư huynh, ta thật sự là không muốn, ngươi lưu lại mà dùng. Hắn có rồi, Ba Đầu Lỗ xen vào, đang quấn ở trên lưng của hắn đấy. Nghe Ba Đầu Lỗ nhắc nhở, Trường Sinh lúc này mới phát hiện Trần Lật Thu bên hông có quấn một cái kỳ quái đai lưng màu xanh đen từ vô số vòng nhỏ nối tiếp mà thành. Nhìn thì giống như là hệ kim, phần trước eo chính giữa đai lưng có một con quái điểu đuôi hồng đang vươn cổ vểnh lên. Thấy Trường Sinh nhìn chăm chú thắt lưng của mình, Trần Lật Thu buông xuống chuôi kiếm hình điểu, vung tay rút ra trường kiếm quấn ở bên hông. Trần Lật Thu rút ra trường kiếm về sau, Trường Sinh ngây cả người. Đây là một thanh trường kiếm kỳ quái mà hắn bình sinh chưa từng thấy qua. Hồng sắt thân kiếm cũng không cứng rắn thẳng tắp, mà là dị thường mềm mại, giống như là tơ lụa. Ba Đầu Lỗ trước đó bị Trần Lật Thu đả kích, lần này thừa cơ tiến hành trả thù. Cái đó của ngươi thì là cái chim đao gì, mềm oặt, chém cũng không thể, mà cũng không thể băm, dùng kiểu gì? Trần Lật Thu cũng không để ý đến hắn, mỉm cười, cổ tay run lên, trong tay nhuyễn kiếm lập tức thẳng băng. Trần Lật Thu tay trái cầm kiếm, tay phải bấm tay búng ra, trường kiếm lập tức phát ra một tiếng. Đợi đến lúc trường kiếm đình chỉ tranh minh, Trần Lật Thu buông tay hất ngược lại, liền đem phiến đá xanh mà Ba Đồ Lỗ trước đó dùng để đặt tấn thiết côn, nhất đao lưỡng đoạn. Đem đá xanh chém làm đôi về sau, Trần Lật Thu thu hồi lực đạo, đem nhuyễn kiếm một lần nữa cắm vào vỏ kiếm. Đến lúc này, Trường Sinh mới chú ý tới Trần Lật Thu sử dụng nhuyễn kiếm cũng có vỏ. Đai lưng chính là vỏ, lâm trận đối địch rút ra chính là thân kiếm. Bình thường mềm thì không sao, thời khắc mấu chốt cứng rắn mới là vương đạo, Trần Lật Thu cười xấu. Hắn một câu hai ý nghĩa, đoán chừng chỉ có Lý Trung Dung là có thể hiểu được. Lý Trung Dung bất mãn nhìn Trần Lật Thu một cái, rồi chuyển hướng Trường Sinh. Sư phụ thế nào rồi? Người đã ăn chút cháo, đã lên trên xe nằm ngủ rồi, Trường Sinh nói ra. Lý Trung Dung nhẹ nhàng thở dài, ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Nhị sư huynh, ngươi cầm chính là thanh kiếm hay sao? Trường Sinh hỏi. Ừ, Lý Trung Dung nhẹ gật đầu. Ta thanh kiếm này chính là kiếm do đúc kiếm đại sư Âu Giã Tử tạo ra, tên là Thuần Quân Kiếm. Lý Trung Dung rõ ràng không muốn khoe khoang nhiều, thế nhưng hắn không nói, lập tức có người thay hắn nói. Trần Lật Thu đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Thuần Quân Kiếm chính là thanh trường kiếm cuối cùng mà đúc kiếm đại sư Âu Giã Tử chế tạo. Thời điểm Âu Giã Tử chế tạo thanh kiếm này đã chút xuống tâm huyết cả đời. Thuần Quân xuất thế không lâu, Âu Giã Tử liền qua đời. Thuần Quân Kiếm mặc dù ngoại hình có chút kém cỏi, nhưng hoàn toàn xứng đáng với thần binh lợi khí, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn.
Trường Sinh gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi: "Tào sư huynh, kiếm của ngươi là lai lịch gì?" Trần Lật Thu thuận miệng nói ra: "Kiếm này tên là Chu Huyền Kiếm, dùng Nam Quốc Địa Hỏa Kim Tinh chế tạo Chu Tước Thần Kiếm, dùng Bắc Hải Băng Phách Hàn Thiết chế tạo Huyền Vũ Vỏ Kiếm. Kiếm âm dương, mang trên thân thì đông ấm, hè mát. Kiếm này có thể cương nhu biến hóa, ngụy biến ngàn vạn, dùng khắc địch, rất khó đề phòng." Trần Lật Thu nói đến chỗ này liền hơi chút dừng lại, lại một lần nữa nói ra: "Kiếm này vốn là bội kiếm của Thủy Hoàng Đế. Tương truyền, thời điểm Thủy Hoàng Đế gặp chuyện có nhiều chật vật, chỉ vì tùy thân bội kiếm quá dài, nguy cấp thời khắc không thể rút ra. Vì vậy sau đó liền sai người chế tạo thanh Chu Huyền Kiếm này, ngày đêm tùy thân như hình với bóng." "Hả?" Trường Sinh nhẹ gật đầu, rồi chuyển hướng nhìn về phía Điền Chân Cung. Điền Chân Cung mang ra ngoài là một cái đồng bàn hình tròn, nhìn cực giống la bàn. Thấy hắn nhìn về phía Điền Chân Cung, Trần Lật Thu ở một bên nói ra: "Lão tử trong tay đồng bàn là từ 28 ngọn phi đao tạo thành. Những thanh phi đao này lớn nhỏ không đều, kiểu dáng khác nhau, ứng với tinh tú, có thể tổ hợp lại mà lại chia lìa. Nhưng nàng hiện tại vẫn không biết như thế nào để chia lìa." Trường Sinh gần đầu, sau đó liền mở miệng hỏi: "Tao sư huynh, giống như những binh khí này, trong cổ mộ còn có rất nhiều hay sao?" "Không không." Trần Lật Thu lắc đầu liên tục. "Trong mộ chừng có hơn 1.000 kiện binh khí, nhưng có thể xưng tụng thần binh chỉ có 5 kiện này. Những thứ khác đều là phàm phẩm." Trần Lật Thu nói đến chỗ này liền giảm thấp thanh âm: "Ta hoài nghi, sư phụ sở dĩ thay đổi chủ ý, đồng ý chúng ta cầm đi 5 kiện binh khí này, là bởi vì ngươi gia nhập. Sư phụ tôn sùng âm dương, tin tưởng thiên đạo. Hắn khả năng cảm giác trong mộ 5 kiện binh khí là từ nơi tối tăm chuẩn bị cho 5 người chúng ta." Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, chuyển thấp giọng hỏi: "Tam sư huynh, những binh khí này có phải hay không là không bình thường sự vật? Cái này cổ mộ có phải không là có lai lịch rất lớn?" "Đúng." Trần Lật Thu gật đầu. "Người này là một đời kiêu hùng. Khi còn sống vì kiếm quân lương, đã thiết lập Mạc Kim giáo úy, chuyên môn trộm mộ Hoàng Lăng đại mộ. Trong tay chúng ta những thanh binh khí này rất có thể là từ nơi khác cổ mộ. Hại người cuối cùng bị người hại. Người này rơi vào hạ tràng như vậy cũng chính là trừng phạt đúng tội." Trường Sinh cũng không biết Trần Lật Thu nói tới là ai, mà hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Mắt thấy bên cạnh đống lửa củi không còn nhiều, liền đứng dậy hướng trong rừng để tìm kiếm củi. Ngay tại lúc hắn nhặt củi, Trần Lật Thu kêu lên Lý Trung Dung, lại hướng Điền Chân Cung vẫy tay. Ba người cùng nhau hướng Trường Sinh chạy qua. Mắt thấy bốn người trước sau rời khỏi, Ba Đầu Lỗ rất khó hiểu. Hắn trước đây từng cùng Trần Lật Thu cãi nhau, liền không tốt chạy theo, chỉ có thể từ bên cạnh đống lửa thò đầu nhìn về phía bên này. Trần Lật Thu mang theo hai người cùng Trường Sinh hội họp cùng chỗ, thu hồi nụ cười, trầm giọng nói ra: "Sư phụ tình huống không tốt lắm. Ta tìm được trong quan tài hai cái trái cây, đối với sư phụ có lẽ có thể dùng." Trường Sinh, chương 19. Hai quả hồng hạnh. Trần Lật Thu lời nói vừa ra, ba người liền nhìn nhau, đều đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trái cây đều lớn ở trên tàng cây, làm sao sẽ xuất hiện trong quan tài? Huống chi là trong cổ mộ quan tài. Căn cứ ba người kinh ngạc biểu tình, Trần Lật Thu đoán được trong lòng ba người suy nghĩ. Hắn cũng không lãng phí lời nói để mà giải thích, trực tiếp từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật lục sắc. Trần Lật Thu trước đây cả ngực và bụng đều chịu vết thương, hiện tại có quấn dày đặc vải gạt. Vì vậy người nào cũng không lưu tâm trong lồng ngực hắn có che giấu đồ vật. Hơn nữa, cái kiện đồ vật lục sắc này cũng không lớn, rộng chẳng qua hay thốn, cao chỉ hơn một tấc, dài không quá cánh tay. Trường Sinh không kiến thức, Lý Trung Dung nhưng lại biết hàng. Đây không phải là cái gối ngọc trầm
phía dưới thi thể kia hay sao? Đúng, hai quả trái cây liền giấu trong này. Trần Lột Thu nói qua, liền mở ra ngọc trẩm. Ngọc trẩm chia làm trên dưới hai bộ phận là có thể chia lìa. Mở ra ngọc trẩm, bên trong che giấu đồ vật liền hiển hiện ra. Ba người chăm chú nhìn kỹ, thật đúng là hai quả trái cây. Xác thực mà nói là hai quả hạnh, cùng thông thường quả hạnh lớn nhỏ, hình dáng hầu như không có khác biệt. Duy nhất bất đồng chính là hạnh bình thường thì màu da cam sắc, mà hai quả hạnh này toàn thân đỏ thẫm, không có lẫn một tia hỗn tạp. Không đợi ba người nói ra hoài nghi của bản thân, Trần Đầu Thu liền mở miệng nói: "Ta đã cẩn thận kiểm tra qua, không phải là xích ngọc tạo thành hàng giả, mà là chân chính trái cây. Các ngươi ngửi vẫn còn có mùi hạnh." Trần Lột Thu nói qua, liền đem ngọc trẩm đưa về phía Lý Trung Dung. Lý Trung Dung cúi đầu ngửi ngửi, chắc là ngửi thấy mùi hạnh, trên mặt lần nữa xuất hiện vẻ kinh ngạc không thể tin được. Ngửi ngửi thứ hai chính là Điền Chân Cung. Thấy Điền Chân Cung mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trần Lật Thu đưa tay nhấn vào một quả hồng hạnh đưa tới. Trước đó ta cũng đã sờ qua, cảm xúc giống như quả hồng hạnh là không thể nghi ngờ. Điền Chân Cung khoát tay không tiếp lấy quả hồng hạnh kia. Trần Lật Thu lại đem hồng hạnh đưa về phía Trường Sinh, lo lắng tay mình sẽ hủy hoại hiếm lạ chi vật. Trường Sinh cũng giống như Điền Chân Cung, khoát tay rồi lui về phía sau. Có phải hay không ngọc trẩm có chống phân hủy tác dụng? Lý Trung Dung phỏng đoán. Trần Lật Thu đem hồng hạnh thả lại ngọc trẩm, lắc đầu nói ra: "Tương tự đồ vật chúng ta trước đây cũng không phải là chưa từng thấy qua. Đây là một khối hòa điền bích ngọc. Hòa điền bích ngọc mặc dù quý giá, nhưng lại không thể trú nhan chống phân hủy." Thấy bốn người từ trong rừng thì thầm với nhau, Ba Đầu Lỗ không kìm nén được trong lòng hiếu kỳ, giả làm đi vệ sinh chạy ngang qua. Kỳ thực sư huynh đệ mấy người cảm tình rất là thâm hậu, cũng không bởi vì mấy câu cãi nhau mà nội bộ lục đục. Trần Lật Thu trước đó kinh kỵ Ba Đầu Lỗ chỉ bởi vì Ba Đầu Lỗ ngây ngô sơ ý, cho tới bây giờ cũng không biết Lâm đạo trưởng đã nguy tại sớm tối. Có một số việc không biết ngược lại là chuyện tốt, biết rồi chỉ có thể ưu tâm lo nghĩ. Thấy Ba Đầu Lỗ đi vào rừng cây, Trần Lật Thu chủ động gọi hắn tới, cũng đem ngọc trẩm cùng bên trong hồng hạnh đưa tới cho hắn quan sát. Ba Đầu Lỗ cảm thấy ngạc nhiên là không thể tránh khỏi. Ủa, mới tới tháng 1 làm sao đã có quả hạnh? Thấy Ba Đầu Lỗ nghĩ muốn cầm lấy, Trần Lật Thu gấp gáp nói: "Hai quả hạnh này là từ trong mộ lấy ra, rất quỷ dị, không được ăn." "Ta không muốn ăn, ta liền muốn nhìn một chút thôi," Ba Đầu Lỗ giải thích. "Đi, nơi đây ánh sáng không rõ, chúng ta đi bên cạnh đống lửa nhìn kỹ một chút." Lý Trung Dung xoay người đi trước. Chúng nhân theo Lý Trung Dung trở lại bên cạnh đống lửa. Trường Sinh đem nhặt được củi ném vào trong đống lửa. Đợi đống lửa cháy to, Trần Lật Thu liền nắm lấy hồng hạnh hướng về phía lửa để tường tận xem xét. Phía trên này giống như là có tơ máu đường vân, Trần Lật Thu nói ra. Nghe được Trần Lật Thu nói, Lý Trung Dung cùng Điền Chân Cung vội vàng tiếp cận, cùng nhau quan sát. Hồng hạnh dưới ánh lửa sáng long lanh, vậy mà tia sáng lại có thể xuyên qua quả hồng hạnh. Có chút giống như lông vũ, Điền Chân Cung nói. Hẳn là trùng hợp, chắc là trái cây thiên sinh có huyết vân, Lý Trung Dung nói ra. Đem ngươi phiến tử lấy ra, kiểm thử một chút, Trần Lật Thu nói. Lý Trung Dung lắc đầu. Ngũ hành thước chỉ có thể thử độc. Cái này hai quả trái cây mặc dù không rõ lai lịch, nhưng lại không phải đồ vật có độc. Ta không đồng ý ngươi thử độc. Dùng phiến tử của ngươi có thể kiểm tra xem hai quả trái cây này ngũ hành tương ứng, Trần Lật Thu nói ra. Lý Trung Dung bừng tỉnh đại ngộ, lấy ra phiến tử ngũ hành thước xếp thành từng cái để kiểm thí, rất nhanh liền có đáp án. Ngũ hành thuộc mộc, thật đúng là quả hạnh không thể nghi ngờ. Chúng nhân một trận tường tận xem xét phỏng đoán, cuối cùng cũng không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ có thể đem hai quả hồng hạnh từ trong ngọc trẩm lấy ra đặt tại một bên chờ đợi quan sát. Nếu như đến ngày mai hồng hạnh hư hỏng, đó chính là do ngọc trẩm có thần dị. Nếu như ngày mai hồng hạnh còn không có biến hóa,
Vậy thần dị chính là tự thân hồng hạnh. Ba đầu lỗ ăn được ngủ được, rất nhanh liền ôm Tần Thiết Côn đi ngủ. Lý Trung Dung lúc này thì ngồi dưới tàng cây, vuốt ve trà lau thanh thuần quân kiếm. Điền Chân Cung dáng điệu uyển chuyển, lo lắng ánh lửa sẽ dẫn tới truy binh, liền nhảy đến trên cây. Từ chỗ cao, một bên canh gác, một bên thôi diễn trước đó đạt được la bàn phi đao. Chỉ có Trần Lập Thu cùng Trường Sinh lưu lại ở bên cạnh đống lửa. Trần Lập Thu không giống như hàn môn đệ tử, gia cảnh hẳn là rất được hậu đãi, ăn uống một mực tương đối chú trọng. Lúc ăn lương khô liền ưa thích có nước nóng. Đợi đến khi nước đã được đun nóng, Trường Sinh rót một chén liền chuyển qua, thấp giọng nói: Tam sư huynh, nếu như cái quả hạnh này thật sự đối với sư phụ có chỗ lợi, chúng ta cứ như vậy để đó, vạn nhất hư hỏng chẳng phải là lãng phí. Trần Lật Thu mặc dù ngày bình thường vẻ ngoài cà lơ phất phơ, nhưng cũng không phải là người không tim không phổi. Nghe được Trường Sinh nói như vậy, chậm rãi thở dài rồi thấp giọng nói ra: Từ khi chúng ta trở về đến bây giờ, sư phụ đã ho khan 3 lượt. Ngươi cho rằng hắn thật sự ngủ rồi hay sao? Những lời chúng ta nói hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tam sư huynh, chúng ta có thể vì sư phụ làm chút gì không? Trường Sinh rất là ưu tâm. Trần Lực Thu lắc đầu nói ra: Chúng ta cái gì cũng không làm được. Sư phụ chính là xuất thân đạo nhân, bản thân liền thông hiểu kỳ hoàng chi thuật. Nếu như dược thạch có thể trị, hắn chắc chắn sẽ không như vậy. Trường Sinh không nói cái gì, đúng như Trần Lực Thu nói ra. Lớp đoạn trưởng tự thân thông hiểu dược lý, bị dính phải ngâm độc ám khí, lập tức ra ngoài cầu y. Nếu quả thật có dược có thể trị, Lâm đạo trưởng nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì chính mình trị liệu. Trần Lật Thu vốn là muốn ăn đồ vật, lương khô đều cầm trong tay, nhưng Trường Sinh nói đến Lâm đạo trưởng, trong lòng hắn cũng cảm thấy nặng nề, liền đem lương khô cất kỹ, bưng chén nước kia ngồi xuất thần. Tam sư huynh, chịu khó chút, người một ngày cũng đã không ăn gì. Trường Sinh cầm lấy cái bánh nướng nhét vào trong tay Trần Lập Thu. Trần Lập Thu nhìn Trường Sinh một cái, chậm chạp điều chỉnh hô hấp cùng tâm tình, nỗ lực đem bất cần đời nụ cười trở về trên mặt. Ngươi vậy mà còn chú ý ta một ngày không ăn đồ vật, cẩn thận như thế lớn lên nhất định sẽ khiến nữ tử yêu thích. Trường Sinh liền cảm thấy lúng túng ngượng ngùng. Đợi Trần Lập Thu ăn qua nửa cái bánh, Trường Sinh lại nhịn không được nhắc lại chuyện cũ. Tam sư huynh, đám Mã Bang phỉ nhân đến từ Nam Chiếu, ngươi nói xem liệu sao huyệt của bọn họ có giải dược hay không? Trần Lật Thu trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói ra: Không có khả năng. Ngày đó ta đã xem rõ ràng, sư phụ trúng ám khí không phải do Trung A Ngạnh chủ động phóng thích, mà là tại lúc bị thương nặng gần chết liền tự động phát ra. Bởi vậy có thể thấy được Trung A Ngạnh chuẩn bị cái loại đồ vật này chính là ở lúc thời khắc nguy cấp, cùng đối thủ ngọc đá cùng vỡ. Mà đã là ngọc thạch câu phần, liền không có lý lại bảo tồn giải dược. Trần Lật Thu nói xong, Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Kỳ thật lời Trần Lật Thu nói cũng là suy nghĩ trong lòng của hắn. Từ trong sâu nội tâm, hắn cũng không cho rằng sẽ có thể tìm được giải dược. Trần Lật Thu lại nói: Đây là lần đầu ngươi xuất môn, không biết Cửu Châu Tứ Hải rộng lớn bao la, ngươi có biết Nam Chiếu cách nơi này xa lắm hay không? Nam Chiếu là ở phía xa Tây Nam, cách Dự Châu không vạn dặm thì cũng có 8.000. Mặc dù chúng ta ngày đêm đi gấp, chạy tới Nam Chiếu cũng phải nửa tháng. Trường Sinh lúc này chỉ có thể lắc đầu thở dài. Trần Lật Thu vỗ bả vai Trường Sinh: Đừng sợ, mặc dù sư phụ có chuyện không hay xảy ra, người vẫn còn có chúng ta. Trường Sinh im lặng gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tam sư huynh, ngươi có biết hay không,
Sư phụ đến cùng đang tìm cái gì? Ta không biết, Trả Lời Thu nói. Sư phụ cho tới bây giờ vẫn không nói qua. Chẳng qua theo ta biết được, sư phụ từ lúc còn trẻ liền bắt đầu đi tìm. Thời điểm hắn nhận lấy lão đại đã là bôn ba phía ngoài. Đêm hôm đó, Trung Hoa Ngạnh có nói một câu, ta không biết người có chú ý tới không. Còn không chờ sư phụ, không chờ Trường Sinh nói xong, Trần Lập Thu liền tiếp lời nói ra. Ý ngươi chính là chuyện sư phụ bị Khát Thạo Sơn trục xuất sư môn hay sao? Đúng. Ngươi có biết là bởi vì sao hay không? Trường Sinh hỏi. Cũng không xác định. Trần Lập Thu khoát tay. Chẳng qua theo ta suy đoán, rất có thể có quan hệ tới việc sư phụ tìm kiếm cổ mộ. Ngươi cần phải hiểu rõ, đào mộ, phần quật là đều đại thương âm đức. Từ trước đến nay đều là thế nhân khinh thường. Huống chi, sư phụ là đạo sĩ, đạo gia quy củ rất là uy nghiêm. Trường Sinh gần đầu, rồi lại hỏi. Tam sư huynh, ngươi cảm giác sư phụ đang tìm cái gì? Ngươi vừa rồi đã hỏi qua một lần, ta đã nói, ta không biết. Trần Lộ Thu bất đắc dĩ, nhất định bắt ta nói, ta đây chỉ có thể đoán mò. Vậy ngươi liền đoán một cái, Trường Sinh thúc giục. Trần Lộ Thu suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói ra. Ta hoài nghi chính là đan dược kéo dài tính mạng. Vì cái gì lại đoán như vậy? Trường Sinh truy vấn. Sư phụ áo cơm chi phí đều là vất vả đạt được. Mặc dù trong túi ngượng ngùng, cũng chưa bao giờ cầm qua vàng bạc tiền tài trong mộ. Như vậy, ý tìm tiền tài khả năng liền loại bỏ. Trần Lộ Thu lúc này đem thanh âm hạ xuống vô cùng thấp. Còn nữa, sư phụ mặc dù từ trong mộ mang ra không ít bí kíp, nhưng lại chưa bao giờ nhúng chàm lĩnh hội luyện tập. Binh khí cũng không bao giờ động tới. Cái này chút ít đều đã được loại bỏ. Cũng chỉ còn lại đan dược chữa bệnh kéo dài tính mạng. Thời điểm Trường Sinh suy nghĩ, Trần Lập Thu suy đoán, Trần Lập Thu lại tiếp tục nói ra. Ta hoài nghi, sư phụ tìm kiếm đan dược chữa bệnh kéo dài tính mạng là vì một nữ nhân. Hứ? Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Vì sao huynh lại nói như vậy? Cảm giác, Trần Lập Thu nói ra. Sư phụ ngũ quan anh tuấn, khí độ ung dung. Anh tuấn nam tử chắc chắn sẽ có nhiều nữ tử ưa thích. Ở bên ngoài buôn tẩu, nữ tử muốn trở thành người trong lòng hắn cũng không ít. Thậm chí có nhiều người uyển chuyển ám chỉ, nhìn trộm, nhưng sư phụ đều bất vi sở động. Vì vậy, ta hoài nghi hắn đã có người trong lòng. Chỉ là nhiều năm như vậy, chưa từng nghe sư phụ nói tới. Mặc dù Trần Lập Thu phân tích có lý, có cứ, Trực Sinh cũng không dám gật bừa. Hắn không muốn cùng Trần Lập Thu tranh luận, chỉ bèn uyển chuyển phản bác. Sư phụ đều già như vậy, thế nào lại vì nữ nhân được? Ngươi cảm giác sư phụ bao nhiêu tuổi? Trần Lập Thu hỏi ngược lại. 45, 46. Trường Sinh phỏng đoán. Nhãn lực kiểu gì vậy? Trần Lập Thu rất khinh bỉ. Sư phụ tóc trắng phau, nhất định là hơn 40 tuổi. Trường Sinh nói. Sư phụ không có già như vậy. Trần Lập Thu nói ra. Ta cảm giác sư phụ tối đa chẳng qua là 35. Lão đại đã từng nói, thời điểm hắn theo sư phụ vẫn là đầu đầy tóc đen và còn trẻ tuổi. Đại sư huynh theo sư phụ 9 năm, trong 9 năm, làm sao tóc sư phụ lại trắng phau như vậy? Trường Sinh không hiểu. Ta cảm giác có hai loại khả năng. Trần Lập Thu nói. Một là tưởng niệm quá độ. Hai là nghịch thiên làm pháp. Trường Sinh, chương 20. Đồng hội, đồng thuyền. Trường Sinh đối với phép thuật hoàn toàn không biết cái gì. Cũng không biết cái gì gọi là nghịch thiên làm pháp. Cũng không biết nghịch thiên làm pháp sẽ có cái hậu quả gì.
mà hắn cũng chỉ mới 14 tuổi, đối với chuyện nam nữ đều rất mơ hồ, cũng tưởng tượng không nổi. Vì cái gì tưởng niệm một người sẽ dẫn đến đầu tóc biến trắng, sau lưng nghị luận người khác là điều rất thiếu sót, huống chi nghị luận lại còn là sư phụ. Lo lắng bị sư phụ nghe được, Trần Lập Thu liền không tiếp tục cái đề tài này, liền cùng Trường Sinh tán gẫu mấy câu, liền tìm một chỗ tránh gió, vứt ve tường tận xem xét thanh Chu Huyền Nhuyễn Kiếm. Trường Sinh một mình trông coi đống lửa, trong lòng lo lắng phiền muộn, hắn rất muốn vì sư phụ làm chút gì đó, nhưng hắn vẫn nghĩ không ra bản thân có thể làm gì. Lâm đạo trưởng là thân chúng kịch độc, bình thường đại phu nhất định vô dụng. Gần sát canh 4, Điền Chân Cung từ trên cây nhảy xuống, đi tới bên cạnh đống lửa, đem một cái thảm đưa cho Trường Sinh. Ngươi đi nghỉ ngơi, ta đến trông coi. Trường Sinh lắc đầu, ta không buồn ngủ. Điền Chân Cung lại một lần nữa thúc giục, Trường Sinh chỉ có thể rời khỏi đống lửa, nhưng hắn cũng không tìm địa phương để ngủ, mà đi vào rừng cây, nhờ theo ánh lửa để tìm kiếm củi gần đó. Thời điểm hắn ôm củi trở về, Điền Chân Cung đang ở bên cạnh đống lửa, nghiên cứu ám khí đạt được lúc trước. Lúc này, Điền Chân Cung đã đem ám khí chia lìa ra. Cái binh khí hình tròn giống la bàn này là từ 28 thanh phi đao tạo thành. Hình dạng mỗi thanh phi đao đều không giống nhau. Phía trên phân biệt có đúc, hầu, xà, long, thỏ, các loại động vật đồ án. Trước đây thời điểm đi đường, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đã từng cùng hắn nói qua ngũ hành bát quái cửu cung tinh tú. Vì vậy, chứng kiến trên thanh phi đao có đồ hình động vật về sau, hắn liền lập tức minh bạch, chút hình thù của quái động vật chính là trong truyền thuyết 28 tinh tú. Điền Chân Cung cũng biết rõ Trường Sinh ở một bên quan sát, cũng không kiêng kỵ hắn, tiếp tục nghiên cứu phỏng đoán. 28 chi phi đao này kiểu dáng cũng không giống nhau, lớn nhỏ khác biệt. Sở dĩ chế tạo không cùng bộ dạng cũng không phải vì khác người, truy cầu mới lạ, mà là để khiến cho 28 chi phi đao này có thể dùng ở bất đồng góc độ cùng bất đồng mục tiêu. Điền Chân Cung mặc dù rất thông minh, thế nhưng những thanh phi đao này cấu tạo quá mức phức tạp. Mặc dù Trường Sinh ở một bên hỗ trợ phỏng đoán suy đoán, trong thời gian ngắn nàng cũng không có thể đem toàn bộ tổ hợp phức tạp nắm giữ được. Cuối cùng vẫn phải nhờ Lý Trung Dung tới hỗ trợ. Cơ quan tạo vật là điểm mạnh của Lý Trung Dung, dưới sự trợ giúp của hắn, Điền Chân Cung rốt cuộc biết rõ bất đồng tổ hợp phương thức 28 ngọn phi đao cùng với góc độ thích hợp cùng mục tiêu phù hợp với mỗi thanh phi đao. 28 thanh phi đao này, mỗi một thanh có thể một mình ném ra. Nếu truy cầu uy lực thì ném phi đao lớn, muốn truy cầu tinh chuẩn liền ném phi đao nhỏ. Bình thường phi đao chỉ có thể thẳng tắp công kích, thế nhưng có chút phi đao chẳng những có thể ném thẳng tắp mà còn có thể trên dưới tung bay, trái phải xoay tròn. Mặc dù địch nhân trốn ở phía sau đại thụ hay là vách tường, phi đao cũng có thể tinh chuẩn trúng đích. Ngoài ra, 28 thanh phi đao bên trong còn có thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, 4 thanh chủ đạo. Khác với 24 thanh hoàng sắc phi đao, 4 thanh phi đao chủ đạo phân biệt có màu lục, bạch, hồng, hắc. 4 thanh chủ đạo có thể ghép lại thành một thanh đoản đao dài đến 2 thước, dùng để cận thân ngăn địch. Thời điểm thử nghiệm ghép lại, Lý Trung Dung còn phát hiện một chi tiết khác, đó là các thanh phi đao lúc gắn vào cũng không có mộng để gắn cài, mà bất đồng phi đao có vẻ như có hấp lực rất mạnh. Vì vậy, hắn liền phỏng đoán có một số phi đao thời điểm bắn ra sau liền có thể tự hành bay trở về. Nghĩ muốn xác định điểm này cũng không dễ dàng, bởi vì bất kể là Lý Trung Dung hay là Điền Chân Cung, linh khí tu vi đều còn thấp kém. Mà nghĩ muốn tăng cường phi đao hấp lực chỉ có thể dựa vào tự thân linh khí tu vi. Chẳng qua Lý Trung Dung cuối cùng vẫn còn nghiệm chứng suy đoán của hắn. Chỉ cần 4 thanh chủ đạo phi đao không có rời tay, quán chú linh khí sau đó có thể đem bắn ra phi đao triệu hồi về.
Khoảng cách triệu hồi xa gần quyết định bởi linh khí tu vi cao thấp. Nếu như linh khí tu vi không đủ, bay đến nơi xa, phi đao không có cách nào cảm triệu bay trở về. Trường sinh mặc dù cảm thán binh khí này cấu tạo tinh diệu, nhưng cũng cảm giác được binh khí này quá mức phức tạp, rất khó thành thạo. Cũng không thể nói nó có hoa không quả, mà ngược lại, uy lực rất lớn, khó lòng phòng bị. Nhưng thật sự quá khó, không nói đến thành thạo sử dụng. Chính là mỗi ngọn phi đao có bất đồng tác dụng, lâm trận đối địch liền không nhất định nhớ được. Người hứng thú đều không giống nhau. Lý Trung Dung yêu thích chính là cơ quan tạo vật. Đối với cái loại phức tạp binh khí như vậy, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ bởi vì cấu tạo cùng nguyên lý, mà không phải bản thân đồ vật. Vì vậy, hắn mặc dù đối với cái tinh tú phi đao này khen thưởng không dứt miệng, nhưng lại vô tâm nhúng chàm. Loại tâm tình này tựu như cùng người câu cá. Người ưa thích câu cá không nhất định liền thích ăn cá. Tới canh năm, Lâm đạo trưởng từ trong xe đi ra. Lúc này, Lý Trung Dung, Điền Chân Cung cùng Trường Sinh vẫn còn chưa ngủ. Thấy Lâm đạo trưởng xuống xe, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Sư phụ, ngài đêm qua ho khan rất nhiều, liệu có gì đáng ngại hay không? Lý Trung Dung nói. Chuyện Lâm đạo trưởng thân trúng kịch độc chỉ là mọi người lo lắng cùng phỏng đoán, cũng không nhận được chứng thực của Lâm đạo trưởng. Mà thân làm đệ tử cũng không tiện trực tiếp truy vấn, bởi vì điều đó đánh đồng với việc hoài nghi năng lực của sư phụ. Không có việc gì, Lâm đạo trưởng khoát tay, sau đó đi hướng đống lửa. Từ bên cạnh đống lửa ngồi xuống đá xanh, Ba Đầu Lỗ cùng Trần Lập Thu nghe được Lâm đạo trưởng thanh âm, cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đi tới cùng mọi người hội hợp một chỗ. Muốn nói cái gì, Lâm đạo trưởng chắc hẳn cũng đã nghĩ kỹ. Chúng nhân đến đông đủ sau đó, Lâm đạo trưởng mở miệng nói ra. Tình cảnh chúng ta trước mắt các người vô cùng rõ ràng, có thể tranh thủ trước khi người trong giang hồ nghe tin chạy tới chỗ này mà lập tức hành động đúng là không dễ. Kế tiếp các loại phiền toái thế tất nối gót, chúng ta nhất định cần phải có ứng đối kế sách. Lâm đạo trưởng nói đến chỗ này hơi chút dừng lại, rồi lại tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta đã hủy diệt bí tịch, nhưng người trong giang hồ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha chúng ta. Thứ nhất, bọn họ không biết bí tịch đã bị chúng ta hủy đi. Thứ hai, mặc dù biết rõ bí tịch đã bị hủy, bọn họ cũng muốn từ trên người các ngươi truy tra ra manh mối. Nếu như bọn họ biết rõ các ngươi tùy thân lại mang tuyệt thế thần binh, sợ là như sói thấy máu vây đuổi các ngươi. Lâm đạo trưởng hai lần dừng lại, sau đó mới nói ra trọng điểm. May mắn là người trong giang hồ tuy có nhận biết ta, lại rất ít người nhận ra các ngươi. Mặc dù có người gặp qua các ngươi cùng ta đồng hành, cũng chẳng qua là gặp mặt một lần, sẽ không lưu lại ấn tượng sâu. Mặc dù bức họa tìm kiếm cũng không có khả năng vẽ chi tiết cụ thể. Vì vậy, chỉ cần các ngươi không cùng ta đi cùng một chỗ, bọn họ nghĩ muốn tìm các ngươi liền không có cách nào. Sư phụ, ý của ngài là khiến chúng ta thất tín bội nghĩa, chỉ lo thân mình hay sao? Trần Lập Thu lông mày cau chặt. Ngươi nói quá lời. Lâm đạo trưởng lắc đầu nói. Các ngươi theo ta hành tẩu giang hồ cũng không phải là một vài ngày. Các ngươi tính nết ta cũng hiểu rõ, như thế nào là thất tín bội nghĩa. Nhưng ngươi phải cẩn thận nghĩ tới, lời ta nói có đạo lý như thế nào. Nếu như chúng ta tiếp tục kết bạn đồng hành, không được bao lâu cũng sẽ bị người nhận ra. Một khi tao ngộ động thủ sẽ kéo dài hành trình. Đến lúc đó, đợt sóng này còn chưa dứt, đợt khác liền kéo đến. Nếu như bình thường đối thủ, chúng ta còn có lực đánh một trận. Nhưng trong giang hồ không thiếu tử khí tu vi tuyệt đỉnh cao thủ. Một khi cùng bọn họ tao ngộ, chúng ta há có phần thắng. Có đạo lý, sư phụ nói có đạo lý. Ba Đầu Lỗ liên tục gật đầu. Người nghe hiểu chưa rõ, liền loạn tiếp lời. Trần Lật Thu bất đắc dĩ nhìn Ba Đầu Lỗ một cái. Sư phụ là sợ liên lụy chúng ta,
muốn chúng ta đi. Đi chỗ nào? Ba đầu lỗ ngạc nhiên trừng mắt. Trần Lực Thu chẳng muốn cùng ba đầu lỗ giải thích, hướng Lâm đạo trưởng nghiêm túc nói ra: Sư phụ, đừng nói ngài hiện tại có thương tích trong người. Mặc dù ngài không bị thương, chúng ta cũng sẽ không rời khỏi ngài một mình chạy trốn. Vong ân phụ nghĩa sự tình ta làm không được. Ngươi làm không được, chúng ta liền có thể làm ra được sao? Lý Trung Dung oán trách liếc Trần Lập Thu một cái, rồi trịnh trọng tỏ thái độ: Sư phụ, ngài đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta chính là thịt nát xương tan, cũng không thể báo đáp ân tình ngài dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ không rời đi, ngài đừng nghĩ như vậy nữa. Đến chân cung cùng Trường Sinh, mặc dù không có mở miệng tỏ thái độ, nhưng ánh mắt kiên định đã biểu lộ ý nghĩ của bọn hắn. Thấy mấy vị đồ đệ trọng tình như vậy, Lân đội trưởng rất vui mừng, nhưng hắn cũng không thay đổi chủ ý mà trầm giọng nói ra: Trừ lão đại cùng lão út, ba người các ngươi đều có người nhà. Nếu như hành tung bại lộ, vô cùng có khả năng liên lụy phụ mẫu thân nhân. Người trong giang hồ cũng không hoàn toàn là quang minh thẳng thắn, có rất nhiều kẻ ti bỉ vô sỉ, phẩm tính hèn hạ, hành sự bất chấp thủ đoạn. Đến lúc đó, hướng người nhà các ngươi ra tay, các ngươi như thế nào ứng đối? Lân đại trưởng nói xong, Lý Trung Dung mở miệng tiếp lời: Sư phụ quá lo lắng, lác đác không có mấy người biết rõ chúng ta tới từ chỗ nào. Bọn họ chính là có lòng tra tìm, cũng không thể kiểm tra. Đến chân cung nói ra: Sư phụ, ta tuy có người nhà, nhưng xa cuối chân trời, những việc ta làm tại trung thổ sẽ không liên lụy đến bọn họ. Đúng vậy, Trần Lật Thu mở miệng phụ họa. Trường Sinh liền đứng bên cạnh Trần Lật Thu. Hắn có thể nghe ra Trần Lật Thu mặc dù mở miệng phụ họa, nhưng lòng tin rõ ràng không đủ. Mà Trần Lật Thu sở dĩ lòng tin không đủ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn không chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ. Ngày bình thường, chung quy vụng trộm cùng các nàng thư tử qua lại, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện vấn đề. Tâm ý các ngươi ta minh bạch, Lâm đội trưởng nói ra. Nhưng ta so với các ngươi càng hiểu rõ hơn giang hồ. Các ngươi khả năng không biết bản thân ghi nhớ tâm pháp bí kíp có biết bao chân quý, nhưng người trong giang hồ thì lại biết rõ. Mỗi một bộ tâm pháp bí tịch đều đủ để khiến bọn họ trên giang hồ hô phong hoán vũ, xưng bá một phương. Hấp dẫn như thế, bọn họ làm sao có thể không điên cuồng? Đợi một thời gian, nhất định sẽ liên lụy đến người nhà của các ngươi. Việc này quyết định như vậy đi. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi lập tức khởi hành, đêm tối trở lại quê hương. Lão đại mang theo lão út hồi thảo nguyên tránh đầu gió. Đợi tiếng gió qua đi, ta liền tự thân đi tìm các ngươi. Trong 5 người, chỉ có ba đầu lỗ vẫn chưa hay biết gì. Còn lại 4 người sớm đã đoán được Lâm đạo trưởng lành ít dữ nhiều. Nghe hắn nói như vậy, đều bi thương khổ sở, tâm ý kiên định, đánh chết không đi. Mắt thấy bọn họ thái độ kiên quyết, Lâm đạo trưởng lòng nóng như lửa đốt, nhiều lần quát lớn, nhưng 5 người không một chút dao động. Cuối cùng, Trần Lật Thu không nhịn được, trực tiếp đặt ra câu hỏi: Sư phụ, ngài cùng chúng ta nói thật, thương thế của ngài rốt cuộc như thế nào rồi? Lâm đạo trưởng biết rõ mấy vị đổ đệ sớm muộn cũng sẽ hỏi, cũng không cảm giác kinh ngạc, trầm ngâm rồi nói ra: Mảnh gai nhọn nhỏ kia là từ Nam Chiếu Huyền Vị trên thân nhổ xuống gai độc, độc tính mãnh liệt, hầu như không có thuốc nào chữa được. Hả? Ba đầu lỗ ngạc nhiên trố mắt. Các người không cần kinh hoàng, Lâm đạo trưởng đưa tay nói ra. Việc này mặc dù có nhiều nguy cấp, nhưng vẫn có một đường sinh cơ. Các người đã cố ý không đi, vậy thì theo ta trước tìm giải dược.